Quý Linh xin kính chào bà con. Rất vui chúng ta lại gặp nhau trong mỗi buổi tối vào lúc 20 giờ. Thật ra mà nói thì gần 10 ngày qua chúng tôi cũng đã đồng hành với bà con rất là nhiều trên những cái chặng đường chống dịch, rất là nhiều khó khăn. Dù sao thì chương trình cũng đã biết và cũng thấu hiểu những cái khó khăn bức xúc đó, và chúng tôi cũng kết nối chính quyền cùng quý vị để giải quyết rất nhiều cái bức xúc đó. Dân hỏi thành phố trả lời, dù sao nữa cũng là một sự kết nối gần gũi hơn giữa chính quyền thành phố và bà con. Thật ra thì để giải quyết hết cũng còn rất là khó thưa quý vị. Đây là một chương trình đầu tiên ở Việt Nam luôn. Chương trình do Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh và Cục Phát thanh Truyền hình Thông tin Điện tử phối hợp, được trực tiếp trên Facebook cũng như một trong rất nhiều cái mạng xã hội, đặc biệt là cổng thông tin chính phủ. Chính vì thế nên nó rất là chính thống nha quý vị nha. Tất cả những câu hỏi của quý vị, bức xúc quý vị, chúng tôi đều chuyển đến chính quyền thành phố để giải quyết. Và ngày hôm nay thì cũng như thế, chúng tôi sẽ có những cái phần như là cập nhật số liệu Covid của thành phố trong ngày. Cái điều thứ hai là tin thật và tin giả, để quý vị có thể biết đâu là thật là giả. Thật ra giờ mạng xã hội nó quá nhiều tin giả đi ha. Một cái phần thứ ba là phần vô cùng quan trọng, và phần này rất là nóng quý vị, là tiếp tục trả lời trực tiếp thắc mắc của bà con về an sinh xã hội. Hôm nay chủ đề là phục hồi kinh tế và hỗ trợ người dân quận 8 nha quý vị nha. Vậy thì hôm nay bà con quận 8 có chia sẻ thật nhiều đi. Hôm nay cũng sẽ chính quyền thành phố cũng như là quận 8 cũng sẽ nhận tất cả những câu hỏi của quý vị để chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu quý vị ha. Và ngày hôm nay xin giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8. Người thứ hai là ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, chào các bà con. Dạ. Còn người bạn đồng hành với tôi rất là quen thuộc thưa quý vị, đó là anh Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình Thông tin Điện tử của Bộ Thông tin Truyền thông. Hôm nay anh Lê tiếp tục chia sẻ với chúng ta rất nhiều cái câu chuyện, và đặc biệt là cái số liệu và cái cập nhật là an sinh xã hội thế nào ha. Kính thưa bà con, thì sau 3 ngày mà công bố cái app an sinh, thì phải nói là có một cái tin rất là vui là hiện nay thì cái lượng mà người đã đăng ký thành công ở trên cái app là đã lên đến hơn 130.000 người. Và như vậy là chỉ trong 3 ngày chúng ta đã xây dựng được một cái cơ sở dữ liệu mà phải nói là trước đây thì mất rất nhiều công sức để xây dựng. Vì vậy nên chúng tôi lại một lần nữa là đề nghị bà con là hãy tải cái app An Sinh theo cái đường link đã gắn ở trong cái chương trình của chúng ta livestream hôm nay, và đăng ký vào và chờ cho phường xã họ xét duyệt thì chúng ta sẽ được hiển thị lên. Ở đây có một cái lưu ý để bà con cũng biết là cái app An Sinh này không phải chỉ dành cho những người gặp khó khăn về Covid, cũng không phải là chỉ dành cho hộ nghèo, mà dành cho cả những người có điều kiện. Hiện nay thì tôi được biết là Mặt trận Tổ quốc sẽ sắp tới cũng sẽ phát động hoặc là có một cái chương trình dự kiến là cái người có điều kiện thì có thể là hỗ trợ, cứu trợ những người khó khăn mà đã thông được chính quyền xác nhận và thông qua cái app này. Nên những người có điều kiện mà thay vì là mình không biết là gửi tiền cho ai, thậm chí là gửi tiền cho một số nghệ sĩ hay người nổi tiếng, rồi cuối cùng là xảy ra những cái việc mà hiện nay cũng đang rất là nhiều cái lùm xùm, thì chúng ta hãy đi qua cái đường chính thống của nhà nước, của mặt trận. Và danh sách những người nghèo, những người cần cứu trợ, hỗ trợ thì cũng đã được chính quyền xác nhận. Và việc chuyển tiền thì nó rất minh bạch. Thậm chí là ví dụ như anh Quyền Linh mà muốn kêu gọi những người khác mà muốn là tránh mang tiếng, thì anh Quyền Linh cũng có thể là chuyển vào qua cái app An Sinh này, và sẽ chuyển đến cho những cái người mà anh muốn, vẫn là tên là do anh huy động được, chứ không phải là không có tên anh, nhưng là cái tài khoản thì sẽ là tài khoản của một cái đơn vị nhà nước là Mặt trận Tổ quốc để mà giám sát. Đó, thì đó là một cái điều mà tôi nghĩ rất là hay. Và vì vậy nên là bà con hãy tải, những người nào mà có điều kiện cũng tải để mà chúng ta san sẻ cho những người khó khăn trong lúc đúng này. Vậy thật ra nó liên quan rất nhiều người, Linh nghĩ rằng tất cả ai có xem đều tải đi, bởi sau này Mặt trận Tổ quốc cũng như là chính quyền thành phố cũng sẽ có rất là nhiều cái chương trình trong đó để bà con có thể tham khảo, và thậm chí nó có rất nhiều cái thuận lợi chúng ta ha. App An Sinh tôi đã ghi ở trên màn hình đó quý vị. Mấy ngày qua thì tôi thật sự nhận rất nhiều cái thông tin về tổ trưởng liên quan rất nhiều tổ trưởng thưa quý vị. Trên comment chúng tôi cũng nhận rất nhiều bức xúc về tổ trưởng, nhưng cũng rất như là nhiều cái lời khen về tổ trưởng. Thật ra mình nói đó, cũng thương các bác tổ trưởng, các chú tổ trưởng, cũng có người này người kia, nhưng mà
tổ trưởng thì thực ra không phải là biên chế chính đâu. Họ cũng nhận một cái phần nào đó cũng rất là nhỏ thôi. Họ về hưu rồi họ làm việc đó, thật ra là làm tổ trưởng nó vất vả lắm. Trong mùa dịch này thật, tôi nói quý vị, rất nhiều tổ trưởng có thể xin nghỉ và về luôn, không dám làm tổ trưởng nữa, bởi vì áp lực nhiều quá. Nhưng cũng có những lời khen tổ trưởng này kia. Để Lê Quang Tự Do có thể chia sẻ chút xíu cảm xúc về những cái comment hay là những chia sẻ về tổ trưởng nha. Anh Linh nói một cái điều chúng tôi cũng thấy rất là đúng và cũng xúc động. Trong 10 số của chương trình vừa qua thì cũng có nhiều những ý kiến bức xúc phản ánh về những cái việc là các bác tổ trưởng chưa có giải đáp đầy đủ cho những người dân ở tổ dân phố mình những thông tin cần thiết, hoặc là lập danh sách nhưng không có thì người ta lại cũng đổ thừa là tại tổ trưởng. Thật ra không phải như vậy. Thì có một số bạn đọc, bà con thì họ cũng gửi về chương trình, họ nói là chúng em thấy bác tổ trưởng ở khu em tuyệt vời lắm. Có một người á, người ta làm một bài thơ luôn. Hôm nay tôi cũng muốn đọc cái bài thơ này để cũng là một cái lời tri ân đến cái lực lượng các anh, các bác, các cô chú tổ trưởng, tổ phó dân phố đã làm việc quên mình đối với lại cái việc là tham gia chống dịch với chính quyền. Bác tổ trưởng này là ở quận 12. Bác tổ trưởng có một nghề được gọi là lương khô vì thật ra chưa nhận lương bao giờ. Có một nghề mà những ngày qua luôn xông pha trên tuyến đầu chống dịch, ai cũng biết và ai cũng gọi, nhiều người khen nhưng không ít người chê. Kệ vợ cằn nhằn, con thì trách bỏ bê, quên cửa quên nhà chạy lo cho hàng xóm. Nhìn ảnh bác ngồi ăn trái thanh long dập vỏ, thân hình khô gầy và đôi mắt đăm chiêu, không biết nhiêu đây chi có đủ cho không, lại ý kiến ít nhiều người thương người ghét. Các cô chú tổ trưởng của tôi ơi, mọi người cần chỉ một ít người không hiểu, hãy bỏ ngoài tai sự dàm dèm pha các kiểu, vì tổ trưởng lúc này là nghề có lương tâm cao. Thật là cảm động một bài thơ như vậy. Và tôi tin chắc rằng đây cũng là một cái ý tưởng để sau này có rất nhiều cái tác phẩm nói hay phim truyền hình hay điện ảnh về một cái chủ đề là bộ phim bác tổ trưởng. Đó có rất nhiều cái hỉ nộ ai ố. Thật ra mà nói thì người dân cũng có nhiều cái bức xúc quá, rồi cái gì cũng tổ trưởng. Thật ra Linh thông báo là rất nhiều tổ trưởng đã lên huyết áp và thậm chí có tổ trưởng đột quỵ, rất nhiều tổ trưởng đã bị phơi nhiễm. Và cũng ra có bác tổ trưởng cũng ra đi thôi. Cũng đâu đó cũng còn những cái bức xúc đó. Tôi tin rằng là không thể nào mà không có những cái tiêu cực như thế. Nhưng mà trong cái giai đoạn này đó, thôi mỗi người một tay, không có bác tổ trưởng thì chúng ta kiếm bác tổ phó hay là cái tổ phụ gì đó quý vị ha. Nghĩ rằng tổ phó rồi tổ phụ nữa là phụ thôi. Chứ giờ mình trách các bác cũng tội nghiệp cho các bác ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với phần y tế. Phần y tế như thế nào anh Lê Quang Tự Do? Hôm nay thì lại có một cái sự đột biến về giảm số ca nhiễm. Hôm qua là một cái ngày kỷ lục 8.500 ca nhiễm. Thì hôm nay là chỉ còn 4.100. Điều này thì nó lý giải cái chuyện là khi chúng ta xét nghiệm càng nhiều, bóc tách F0 ra thì nó sẽ có những lúc tăng. Nhưng hiện nay là bắt đầu, tôi vừa mới hỏi các anh ở Sở Y tế hồi chiều nay thì bắt đầu là có cái số lượng F0 gần như là chúng ta đã bóc tách xong hết rồi trong cái việc là xét nghiệm diện rộng toàn thành phố. Thì hy vọng là trong những ngày tới thì số ca sẽ giảm dần. Và cái số ca mà tử vong hôm nay thì nó cũng ở loanh quanh ở cái mức 250, tức là nó cũng đang ở cái mức giảm. Và điều đó nó cũng có những cái tín hiệu tích cực cho thành phố chúng ta. Như vậy là cũng vui rồi. Còn người ta vẫn quan tâm nhất là phần tiêm chủng đó, Lê Quang Tự Do. Tiêm chủng thì cũng có một tin vui nữa là hiện nay thì thành phố chúng ta đến hôm nay đã tiêm được đến 82.2%. Là mũi 1. Dạ, mũi 1 toàn dân số. Và mũi 2 thì được là 5.5%. Và lãnh đạo thành phố quyết tâm là trong tháng 9 này phải làm sao để tiêm đạt được là khoảng 100% cái mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên. Như vậy thì bà con cố gắng tiêm mũi 2 đi bà con. Thật ra trong giai đoạn này rất là nguy hiểm luôn. Linh đã tham khảo rất nhiều cái nhà y tế, khoa học y tế này kia. Họ nói rằng là tiêm chủng vô cùng quan trọng. Tiêm mũi 1 nó sẽ tránh đi cái sự tử vong, nó giảm đi rất nhiều. Tiêm mũi 2 thì an toàn hơn, là có bị nhiễm thì nó cũng đỡ rất là nhiều ha. Chính vì thế Linh nghĩ rằng bà con cố gắng làm cách nào đó chúng ta tiêm mũi 2, tụi mũi 1, mũi 2 quý vị. Tiêm vaccine là một trong những cái điều rất 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 là quan trọng trong cái giai đoạn Covid này quý vị. Đừng vì lý do gì nhà xa hay là gì đó, hay vì lý do gì chúng ta không tiêm.
cứ tìm nha quý vị nha. À, bây giờ ta sẽ đến với phần rất là quan trọng đây, đó chính là câu hỏi mà Linh đã nhận được từ quý vị rất là nhiều. Đầu tiên là Dung, Dung hỏi gì đây? Tại sao khu vực phường 16 quận 8 làm đơn xin hỗ trợ tiền trợ cấp 1,5 triệu vì thất nghiệp mấy tháng nay, có đầy đủ giấy tạm trú mà tổ trưởng nói ở trên ưu tiên cho người có hộ khẩu, vậy thì chỉ thị không phân biệt có hộ khẩu hay là không có hay không cũng được nhận thì sao? Em chờ hơn 2 tháng mà vẫn không thấy. Dạ, em ở phường 16 quận 8 ạ. Xin mời chị Hoa, phó chủ tịch quận 8 ạ. Xin chào bạn Dung. Thì trước tiên tôi xin chia sẻ với bạn, hiện nay thì thành phố có những chính sách hỗ trợ cho những người dân trong cái điều kiện mà dịch bệnh khó khăn này, thì chúng tôi sẽ chi hỗ trợ cho những người dân mà thuộc diện là hộ lao động khó khăn. Thì qua chi hỗ trợ cho những khó khăn như thế này thì tất cả những hộ dân không phân biệt thường trú hay tạm trú mà thuộc diện khó khăn thì đều được hưởng là tiền hỗ trợ là 1,5 triệu đồng trên một hộ. Do đó thì cái trường hợp của bạn á, thì chúng tôi sẽ có chỉ đạo là phường 16, nếu bạn chưa được vào trong danh sách thì phải khẩn trương hỗ trợ cho bạn đưa vào trong danh sách, chứ không phân biệt là hộ khẩu thường trú hay tạm trú. Bởi vì thành phố đã cho những hộ khó khăn, lao động khó khăn là đều được hưởng. Đây cũng là một câu hỏi mà nó đại diện cho rất nhiều câu hỏi. Linh cũng hỏi chị Hoa là phó tịch quận 8 luôn, lý do tại sao lại chậm như thế, tại sao trên đã chỉ đạo như thế, tiền đã có, mình không phát dân càng sớm càng tốt đi, mà sao cũng lọt rất là nhiều, thậm chí nhiều chứ không phải là 1-2 trường hợp như thế này, đến bây giờ họ vẫn chưa nhận được 1,5 triệu. Báo cáo anh Linh như thế này, hiện nay á là liên quan tới mà thống kê rà soát, không riêng gì phường 16 quận 8 đâu, trên địa bàn quận 8 là có 16 phường, thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo 16 phường thường xuyên rà soát. Thì chắc chắn là trong quá trình rà soát có những bỏ sót hộ, cái đó chúng tôi phải thừa nhận và mong các bà con chia sẻ. Do đó để cái rút kinh nghiệm đối với những cái bỏ sót này thì chúng tôi thường xuyên đề nghị là các phường thống kê những cái hộ mà còn bỏ sót và cập nhật thường xuyên, để thuộc diện mà được diện khó khăn thì chính quyền sẽ có hỗ trợ theo quy định. Cảm ơn chị Hoa. Thật ra đây là cái điều bức xúc, rất là bức xúc người dân. Làm sao cách nào đó mà 1,5 triệu đến nhanh với người ta trong giai đoạn rất khó này. Thật ra cơm áo gạo tiền, tiền trọ, tiền điện, tiền nước, có người người ta giảm tiền trọ, có tiền điện cũng chưa giảm mà có chính sách giảm, không biết chừng nào mới giảm đây. Rồi tiền nước, rồi tiền thức ăn thực phẩm vân vân, mà bây giờ có 1,5 triệu thôi người ta rất là cần luôn. Thậm chí nói xin lỗi là cái túi an sinh đó người ta cũng cần, nhưng mà cần 1,5 triệu nhiều hơn. Vậy thì Linh nghĩ rằng từ hôm nay Linh với Lê Quang Tự Do cũng đã cố gắng làm sao cái số 1,5 triệu đó đến cho dân càng sớm càng tốt. Hy vọng rằng sau ngày 6 tháng 9 đó thì số tiền đó sẽ đến được người dân. Chúng tôi sẽ tiếp tục để làm cái việc này để làm sao tiền đó đến càng nhanh càng tốt. Anh Linh ơi, ở đây có một số bạn cũng lại thắc mắc, hỏi lại bà con, hỏi là tại sao lại là 1,5 triệu một hộ. Tôi thấy là đợt một là 1,5 triệu một người. Cái này thì mình đã trả lời rất là nhiều lần rồi trong các cái số trước, nhưng mà thôi dân ở đây thì tôi cũng nói lại thôi, tức là theo cái quy định của thành phố Hồ Chí Minh á, nghị quyết 09 á, thì cái đợt một á thì đúng là 1,5 triệu một người, nhưng mà với 6 nhóm đối tượng thì cái đấy thì các bạn chỉ cần search Google là nó ra. Nhưng mà đến khi đợt 2 là mở rộng thêm các nhóm đối tượng mà gặp khó khăn về Covid thì là lại là 1,5 triệu một hộ. Và có thể là trong thời gian tới chính quyền thành phố thì mới đang nghiên cứu để tiếp tục là tìm cái cách là hỗ trợ, thì có thể mới tính đến chuyện là một người lại đó. Nên chúng ta đừng nhầm lẫn là hiện nay là ba đợt, nó sẽ đang là 2 đợt là đã có, còn cái đợt thứ 3 là đang nghiên cứu, đang chuẩn bị là đề xuất thôi. Thì đợt 2 này vẫn là đang theo hộ đó, thì em trả lời đừng không biết đợt nào, nhưng bây giờ ai chưa nhận 1,5 triệu đó cố gắng làm sao mà địa phương phát 1,5 triệu cho người ta đi. Ôi, nó cứu cánh lắm. Thật ra 1,5 triệu bây giờ so với ngày thường nó có khi nó lên mấy chục triệu luôn á. Nó quan trọng cái 1,5 triệu, Linh chỉ quan tâm 1,5 triệu là bao giờ đến với dân thôi. Linh cũng sẽ tiếp tục nói chuyện này, chừng nào có 1,5 triệu cho người ta thôi. Tiếp tục câu hỏi Nguyễn Thị Thùy Khanh. Em nghe sắp tới thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở cửa trở lại. Trời, nghe đâu vậy? Cái này ai cũng thích lắm á. Nghe cũng thích mở cửa.
thành phố với chiến dịch sống chung với dịch luôn. Em có rất nhiều câu hỏi vì lo sợ bao nhiêu công sức chống dịch bấy lâu nay của thành phố Hồ Chí Minh tiêu tan hết. Em có câu hỏi thế này, nhờ anh Quyền Linh gửi đến các cấp chính quyền tham vấn và tính toán phương án kỹ càng trước khi thành phố Hồ Chí Minh được mở cửa trở lại. Sau đợt dịch này, thành phố Hồ Chí Minh đã học được bài học gì? Dạ, chắc là bà xin mời bên viện nghiên cứu phát triển thành phố ạ. Dạ. Mình đang ạ. Dạ, vâng. Xin chào các bà con, chào bạn Thùy Khanh. Bà con đi từ vấn đề vi mô thực tiễn rất là cụ thể lên đến vấn đề vĩ mô, vĩ mô rất là to tát. Thì tôi cũng là xuất phát từ cái cơ viện nghiên cứu phát triển, là cơ quan tham mưu tư vấn cho thành phố. Trong đó có những vấn đề về liên quan đến cái kinh tế và đời sống này. Nhưng mà tôi thì là ở đây trả lời tư cách cá nhân để cũng góc nhìn rất là khách quan, để coi như là xem cái vấn đề của thành phố trải qua như thế nào. Đây ý là như vậy, và để chúng ta thấy được rút ra bài học gì. Ý bạn rất là hay. Thì Khanh, thứ nhất là bạn ấy nói là thực sự ra bây giờ đang nghe nói là sẽ mở cửa lại. Thế thì bây giờ với một cái tình trạng dịch bệnh như thế này thì cần phải tính toán cụ thể như thế nào để có thể là đảm bảo an toàn. Thì ở đây thì thực sự ra nói bạn là chúng ta biết là cái đại dịch là nó đã trải qua hơn 1 năm rồi, gần 2 năm rồi. Và khi đại dịch đó thì thực sự ra Việt Nam giai đoạn đầu chúng ta làm khá tốt. Nhưng mà rất không may là khi mà cái giai đoạn sau á, là từ cuối tháng 4 về đây, thì chúng ta lại nhiễm một cái thể gọi là thể Delta. Nó lây lan nhanh quá. Và như vậy thì thực sự ra là chính vì như vậy cho nên là cái dịch nó bùng phát. Và coi như là có rất nhiều cái coi như là vấn đề cần phải rút ra như bạn đã nói ở đây. Như vậy thì trong qua quan sát á, thì tôi cũng nhìn thấy là có một số vấn đề mà thành phố rút ra những bài học. Để làm sao để coi như là chúng ta phòng dịch tốt hơn, cũng như là trong thời gian tới là chúng ta làm tốt hơn trong việc này. Thứ nhất là cái câu chuyện là chúng ta không được chủ quan. Đấy là một cái rất quan trọng. Bởi vì là chúng ta biết là khi mà Việt Nam mới ca 3-4 ngàn ca nhiễm thôi, thì thực sự ra xung quanh như là đang rất là nhiều. Thế chúng ta có vẻ là tự hào. Và trong đó thì thực sự ra có những cái sự kiện, ví dụ như 30/4, 1/5, rồi có những một số cái sự kiện tiếp theo, thì chúng ta thực sự là có những cái chủ quan nhất định, tụ tập đông người, rồi nó tạo điều kiện cho cái câu chuyện là nó lây truyền và âm thầm. Và cái thể Delta này nó lây gấp 5 lần 7 lần cái thể thường. Thế như vậy cho nên nó lây rất nhanh. Thì đây là một cái bài học mà để chúng ta hiểu rằng là bất kỳ đối với cái virus này thì chúng ta phải rất là cảnh giác để coi như chúng ta có một cái coi như phòng ngừa cho tốt hơn. Thì đấy là cái câu chuyện của cái đầu tiên. Nhưng khi bắt đầu á, là nó khi dịch nó tăng lên số lượng nhiễm rất nhiều rồi, thì lúc bây giờ thì chúng ta thấy rằng là có một cái vấn đề thực sự ra là chính quyền và mọi người cũng rất là đau xót, là cái tỷ lệ tử vong của chúng ta rất cao. Thì rất cao. Cao hơn mức trung bình của thế giới. Cao thế giới là khoảng 2,1. Nhưng mà của Việt Nam của thành phố Hồ Chí Minh á là 4,2. Gấp đôi. Việt Nam nói chung là khoảng 2,5. Học là gì? 2,5. Thế thì ở đây á, là bài học là thực sự ra là lúc mà nó lượng và nhiễm cao thì lúc bây giờ là thực sự ra tạo nên cái tình trạng quá tải hệ thống y tế. Đấy, cho rõ ràng là hệ thống y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là mạnh, nhưng thực sự ra nó lây lan quá nhanh và nó rất nhiều, và như vậy thì nó biến chứng có một số là nặng là không kịp, nhanh quá. Nó đặc điểm là có những biến chứng rất nhanh, có thể là khỏe mạnh đấy nhưng thực sự là biến chứng rất nhanh. Và như vậy thì lúc đầu thì nó còn chuyện phân tầng nó cũng hơi rối, cho nên trong việc chuyển bệnh nhân cũng là một cái vấn đề. Cho nên thực sự ra có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà thực sự ra đấy là những cái mà chúng ta cần phải rút kinh nghiệm. Và đấy là những cái bài học để coi như là khi nhìn được nguyên nhân thì chúng ta sẽ tìm cách để giảm được cái tỷ lệ tử vong đi. Thì đấy là cái mà hiện nay thì cái tỷ lệ tử vong chúng ta thấy là có thể có chỉ tỷ nhiễm á, có thể nó rất cao, nhưng mà đấy là chúng ta xét nghiệm rộng thôi. Thì nó với chúng ta nó có nhiều, nhưng mà cái tỷ lệ tử vong thì về cơ bản thì vẫn còn rất là cao. Cái này cần phải y tế phải tiếp tục là phải là làm mạnh nữa. Thì đấy là cái bài học thứ hai, thực sự ra là cái quá tải của hệ thống y tế phân tầng chưa hợp lý. Lúc đầu chưa hợp lý. Và cái này sau đó thì Bộ Y tế vào cũng đã có cái điều chỉnh, tôi cũng trực tiếp là hiểu cái vấn đề đó và tham gia, tôi biết cái đó. Thì đấy là cái thứ hai. Cái bài học thứ ba là câu chuyện là khi mà cái chúng ta coi như là dịch lên như vậy, rõ ràng một cái giải pháp là phải giãn cách. Thì ở đây bà con phải hiểu rằng là
chính phủ nào quyền nào cũng vậy, nó phải lựa chọn giữa sinh mạng là coi như là phải giãn cách để cứu sinh mạng, cái thứ hai nữa là sinh kế. Đó, đây là hai cái. Bây giờ cái hai cái này thì không thể lệch vào đang dịch mà lại muốn đảm bảo sinh kế thì coi như là sẽ sinh mạng, sẽ nhiều đường sinh mạng sẽ phải ra đi. Nhưng mà nếu mà chúng ta lại coi như là quá siết thì coi như là sinh kế bà con rất là khó khăn. Đấy là cái. Và chính vì vậy thì rõ ràng khi mà giãn cách thì nó rất thực sự nó tương đối là kéo dài và lại nhiều đợt. Thế đâm ra là thực sự ra ảnh hưởng đến cái sản xuất và kinh doanh. Và đặc biệt cái sản xuất kinh doanh như vậy thì những cái mô hình để phù hợp cho cái sản xuất trong cái mùa dịch không có. Và thực sự những mô hình mà ba tại chỗ hay không được một điểm đến, thực sự ra nó cũng không kinh dưỡng, doanh nghiệp không làm được, không hiệu quả. Rồi một cái đây nữa là nó đứt gãy chuỗi cung ứng. Đây đây là cái bà con rất là thấy rõ, câu chuyện là thực phẩm vừa nói chuyện với nhau. Thực phẩm ở đồng bằng sông Cửu Long thì coi như là nông nghiệp coi như là quá nhiều mà coi như là không thu hoạch được, không bán được đâu luôn. Trong khi đó ở đây thì là chúng ta không có giá lại tăng. Thì đấy là cái đứt gãy chuỗi cung ứng. Thì đấy là cái về kinh tế là chúng ta có một bài học là phải có một cái tính toán để coi như làm sao cho nó hợp lý, nhưng cái này nó không phải đơn giản. À, một cái thứ ba, à, thứ tư là câu chuyện về an sinh xã hội. Thì thực sự ra là thực sự với những cái biến cố lớn như thế, sự cố lớn như thế này thì câu chuyện nếu mà theo cái cách thông thường để coi như là cứ hành chính hóa, coi như giấy tờ đầy đủ, coi như là cứ liệt kê cái thứ xong bắt đầu mới được, thì thực sự theo các thủ tục, chúng ta bài học của cái 62.000 tỷ rồi chắc chị Hoa cũng biết, không phát được, cái tỷ lệ rất thấp. Đấy là cái mà thực sự bây giờ thì đã có thay đổi rất nhiều. Nhưng thực sự ra bản thân tôi cũng đi xuống, coi như xuống dưới phường, dưới từng hộ thì còn nhiều trường hợp là người ta chưa tiếp cận được. Thì nói thật là đấy là những cái mà còn máy móc, còn hành chính hóa thực sự. Tất nhiên thì có rất nhiều cái phường có thể có những cái linh hoạt thì nó có cái cách làm thì tốt, nhưng mà còn một số cái thì cũng chưa được tốt lắm. Thì cái này thì bà con cũng có cái bức xúc, như vừa nãy nói cái gói an sinh cũng có vấn đề như vậy. Thì nó một số cái bài học chính để chúng ta còn biết được, để chúng ta sẽ có những cái trong cái tương lai. Thật ra là sau cái dịch này còn rất nhiều bài học để tất cả chúng ta rút ra, chứ không phải là một bài. Không phải chỉ là chính quyền đâu, không phải chính quyền đâu. Còn nhiều bài học khác nữa. Sương máu lắm. Đấy cũng góc nhìn cá nhân của tôi là như vậy, thì cũng nói rất là thẳng thắn. Cũng như đấy cũng là nhận lỗi của về phía chính quyền về những cái câu chuyện chưa làm tốt trong cái thời gian vừa qua. Anh Huy Linh, em vừa mới thấy có cái câu hỏi mình có vẻ rất là buồn ấy. Hay là anh Quyền Linh đọc luôn đi. Câu hỏi buồn hả? Dạ. Câu đây. Câu hỏi của bạn Lê An ấy. Dạ, các bác cho con hỏi. Nhà con hiện có 3 người dương tính với Covid. Địa chỉ là 687 Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8. Có số điện thoại luôn. Có điện thoại cho y tế xuống test. Y tế thấy cho nhà con một tờ giấy để mua thuốc. Thấy cho tờ giấy cho nhà con mua thuốc. Nhưng trong 3 người có một người bị nặng, có triệu chứng sốt, ăn vào là ói, xin nhập viện nhưng y tế bảo khi nào khó thở điện thoại mới cho nhập viện. Trời đất ơi, sao vậy? Con bức xúc quá, nói luôn với ba con bị sốt khó chịu, ói nhưng không có triệu chứng khó thở, điện thoại y tế xuống hẹn lượt. Hôm đó ba con điện thoại, họ bảo ba con đợi tới sáng họ xuống, thì tối đó ba con mất rồi. Ba con mất vì Covid. Hôm 28 tháng 8 vừa rồi, con hỏi thật, chẳng lẽ khi nào trong nhà có người mất thì y tế mới quan tâm sao? Đây là Phạm Thế Hiển, chắc là quận 8. Linh nghĩ rằng á, đây là câu chuyện buồn, nên nghĩ rằng là có thể chị Hoa đại diện cho quận 8 gọi để có thể một cái lời chia buồn với gia đình. Bởi thực ra đây là một cái lỗi lớn. Tại sao y tế xuống là làm như thế? Đây cũng là một cái trường hợp người ta bức xúc là đúng đó. Họ gửi nhiều lắm anh. Chị Hoa, theo Linh nghĩ chị Hoa nên có một cuộc điện thoại để mình gọi, mình chia buồn với gia đình. Bởi đây là một cái chuyện rất là buồn. Chị đồng ý không ạ? Dạ được. Em xem cái điện thoại gọi luôn. Thật ra là nếu mà y tế tới sớm á thì chắc có lẽ là hoặc là đưa đi được chứ. 09362 chương trình mình cũng nhiều lần cũng có những ý kiến, nhưng mà lần này là đúng rồi, cái nhận ý kiến này đây ý kiến rất là buồn đó. Đấy, minh chứng cái quá tải này. Quá tải.
thì ở đó số tiền trong tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện. Trời ơi, chết, tôi chưa đóng tiền, xin lỗi. Thế quý vị thấy không, thành ra là dịch mà quên đóng tiền luôn á. Anh cho mượn điện thoại khác em, xin lỗi nha. Thiệt tình luôn thiệt. Cho anh mượn điện thoại. Mất mặt quá. Mặt quá thôi thiệt. Mấy bữa nay đi làm từ thiện hết cả tiền đóng tiền để xài tiền. Tiền luôn, bà con thấy không, quên đóng tiền luôn, đau lòng vậy. Hả? À rồi, ok. Má anh còn tiền không em? Mọi người cười hơi nhiều. Alo. Dạ con nghe. À con gái hả con hả? À, chú Quyền Linh đến từ chương trình Dân Hỏi Thành Phố Trả Lời đó con. Dạ con nghe. À, chú đọc cái tin của con á, thật ra chú rất là xúc động luôn. Đầu tiên là chú chia buồn với gia đình con nha. Bây giờ có chị Hoa, lãnh đạo của quận 8, phó tịch quận 8, thì chú cũng muốn chị Hoa chia sẻ với con vài lời. Đầu tiên là chia buồn, rồi sau đó chị Hoa sẽ, chú muốn chị Hoa sẽ liên lạc để hỏi tại sao cái vụ đó như thế. Đây là một cái vụ thật sự là chú cũng rất là bức xúc luôn. Xin mời chị Hoa đây. Con gặp chị Hoa nha, phó tịch quận 8 con nha. Rồi chào em tên là Lê An. Dạ. Rồi, thay mặt là lãnh đạo chính quyền quận 8 thì chia buồn với gia đình em nha. Dạ. Ừ, bây giờ gia đình em á, thì còn có khó khăn gì nữa không? Cần chính quyền hỗ trợ gì nữa không em? Có người bên y tế đã liên hệ với nhà con ấy. Ừ. Là cho người xuống test. Ừ. Test Covid trong nhà con thì con mừng lắm, là nhà con tất cả mọi người đều bị âm tính hết. À rồi vậy hả. Nhưng mà chỉ còn lại giống như là những cái triệu chứng của bị bệnh thôi à. À nên phải được thời gian phải dạ. phải giữ gìn sức khỏe nữa đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Ừ. Còn cái con bức xúc nhất á là ừ. cái lúc mà ba con bị bệnh trong một thời gian giống như trong vòng 4 ngày thôi. Ừ. Có nghĩa là ngày thứ nhất, ngày thứ hai ba con có liên hệ y tế để y tế ừ. xuống để test nhưng ừ. mà không có thấy. Người ừ. ta bảo là người ta sẽ sắp xếp để cho ba con xuống. Ừ. Cái thứ hai là tới lúc mà ba con khỏe nhưng mà ba con vẫn muốn được test lại lần nữa, được test để coi triệu chứng có triệu chứng của Covid không á, thì ừ. người ta vẫn hẹn lần hẹn lộ nữa. Ừ. Xong tới cái đêm mà ba con tầm 2-3 giờ sáng là ba con có điện cho y tế để xuống ừ. tại vì ba con cảm thấy khó thở này kia. Ừ. Là những người trong gia đình đều ngồi ở đó điện y tế. Người ừ. ta bảo là khó thở nhẹ, chỉ hơi khó thở thôi. Người ta ừ. bảo là có gì người ta sẽ cho người xuống gấp. Nhưng mà đợi không được, đợi tầm tới 4 giờ sáng là ba con đã mất rồi. Rồi. Bây giờ con báo y tế nào đi, dùm cho chú liền đi, cho cô Hoa giải quyết đi. Là con kiểu là nhà con rối điện lên 113, 114, 115 rồi 1022, tất cả những số có thể điện được rồi điện cho những nhà hảo tâm để người ta qua nhà con để mà giúp luôn á. Ừ. Đó, xong y tế xuống, người ta test nhà con, sau đó người ta xịt khuẩn, sau đó người ta đi. Con đang bức xúc cái chỗ này là ba con mất rồi. Khi họ xuống thì họ cho cái gì đó đi đựng ba con, họ để ba con từ 6 giờ sáng mà tới 9 giờ tối họ mới đến, họ mới đem xác ba con đi. Con cực kỳ, bây giờ con nói mà con kiểu mà con giận run người luôn á. Ừ. Con nghĩ điện là... anh... Con điện ở đâu? Con tìm số điện thoại trên mạng, con điện thẳng rồi. Lên trên ủy ban quận 8. Con điện lên chủ tịch, phó chủ tịch và điện lên trên công an. Ừ. Sau đó họ điện lại một cuộc cho con, họ bảo là con đừng có gọi nhiều quá, con đang làm phiền họ. Con nói họ phải đặt vô trường hợp của con, người thân con đang mất, cái đó là ba của con kiểu bức xúc cực kỳ luôn. Ừ. Tại vì ba con mất bây giờ để cho ba con nằm lạnh lẽo ở ngoài mà không cho một cái gì để đóng ba con lại hết. Rồi, vậy thì thôi, thay mặt lãnh đạo chính quyền quận 8 để chia sẻ với gia đình con nhé. Cô cũng xin ghi nhận cái vấn đề này và sẽ phải chấn chỉnh để làm sao cái cơ sở y tế cũng như là các lực lượng y tế là phải chăm lo sức khỏe cho người dân. Và hiện nay thì gia đình con có cần hỗ trợ gì của địa phương nữa không? Dạ hiện nay là con muốn hỏi là cái lệnh trợ cấp này như thế nào, mà tại sao con đăng ký rồi mà trên ủy ban người ta bảo là mỗi một hộ chỉ được một suất thôi.
Một suất tiền trợ cấp 1 triệu, 1 triệu mấy. Còn gói an sinh là mỗi một hộ là một suất. Con thuộc diện nào đó? Dạ con là thuộc diện lao động tự do thôi. Con thuộc diện lao động tự do mà mất việc đúng không? Có thuộc dạ, trong cái mà theo cái nghị quyết 09 đúng không? Đúng không? Dạ, đúng trong rồi. 6 nhóm ngành nghề. Con đăng ký từ đợt 1 tới bây giờ nhưng mà họ bảo là không biết ở trên người ta đưa xuống từ từ rồi xong rồi báo mất giấy mất tờ gì từ lương hồi vô hết có hết tí rồi. Bây giờ cô trả lời cho con như thế này nhé. Về chính sách thì lao động tự do đó là theo được hưởng theo trong 6 nhóm ngành nghề là được hưởng trợ cấp theo cái được hưởng chi trả hỗ trợ theo cái nghị quyết 09. Thì trong quá trình mà rà soát thống kê thì chắc chắn có những có trường hợp là bị bỏ sót. Đó. Chính vì thế thì thành phố cũng đã chỉ đạo không riêng gì quận 8 mà tất cả các quận huyện trên địa bàn thành phố phải rà soát để tránh bỏ sót cho đối tượng. Thì đối với trường hợp của con thì cô sẽ ghi nhận và ngày mai thì cô sẽ chỉ đạo giải quyết liền ạ. Xử lý cho phường 4 xuống địa chỉ của con. Nếu trường hợp của con thuộc cái diện mà được hưởng thì phải là thống kê và phải xem xét cho đúng quy định nha con nhé. Rồi cái này là con ở xa cô, con đang ở hiện tại là con đang Bình Tân á, tại vì cái hôm dịch đó là con không có về nhà được, con phải ở hiện nay là con không ở quận 8 hả? Không, đó dạ, là nhà con đang ở Tân Tạo, Bình Tân. Và lại là em nói lại đi qua bên Bình Tân bị kẹt của Bình Tân. Rồi, con được hiểu rồi. Bây giờ là chương trình quận 8 sẽ điện cho con cách nào đó về nhà để giải quyết cái chuyện này ha con nha. Rồi, cô biết số điện thoại của con rồi nha. Rồi, cảm ơn con nha. Rồi, chú Chi buồn nha con nha. Rồi, hy vọng mọi điều tốt đẹp, chú sẽ làm việc với cô Hoa tiếp nha con nha. Dạ. Thật ra cái này có hai vấn đề chị Hoa. Theo Linh nghĩ là chị phải giải quyết cái chuyện tại sao cái chuyện y tế đó tới muộn và ai chịu trách nhiệm cái này. Vấn đề thứ hai á là vẫn là cái tiền 1,5 triệu đó vẫn còn sót nhiều quá. Cách nào đó chúng ta sẽ làm nhanh mà đừng có sót. Thật ra sót mùa này tội cho người ta lắm. Mình biết cũng phải lỗi chính quyền mới nhiều quá nhiều đi. Thành ra cũng không có đúng lo rồi, kịp. Nhưng mà cố gắng làm sao đừng bỏ sót dân mà khó này nữa. Thật sự là chia buồn với bạn. Đây là bạn gì quên nhỉ? Lê An nha. Rồi chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc này với chị Hoa sau chương trình bởi thời gian không có hạn, không có nhiều nữa. Tiếp tục đây, Phạm Thành Trung. Tôi hiến kế cho thành phố như sau. Hiến kế nha. Tiềm lực công nghệ hiện tại của thành phố rất mạnh. Bên cạnh đó, nhân lực cũng rất dồi dào. Chúng ta cần khai thác các nguồn lực có sẵn như vậy để thực thi một cơ chế một cửa. Vì hiện nay vấn đề cấp giấy phép cho shipper, cấp giấy phép đi đường trong mùa dịch cho các công ty dịch vụ vận chuyển hàng và các thủ tục hành chính khác đang quá nhiều cửa, quá nhiều app. Cứ áp dụng cái cơ chế phân phối công việc như hiện tại thì sẽ dẫn đến quan liêu, kẽ hở cho những cán bộ không hoạt động tốt, lợi dụng những cái điều đó. Đây là hiến kế. Hiến kế, dạ. Chắc là phải mời thầy An. Dạ. Bình An cho sao hiến kế thế này đúng không ạ? Vâng, cảm ơn bạn Thành Trung đã có cái ý tưởng tốt và phát hiện và cũng hiến kế cho thành phố. Thực sự ra thì cũng báo với bạn cũng như bà con là bản thân tôi cũng bức xúc bởi vì hiện nay nó quá nhiều app chứ không phải chỉ riêng gì shipper. Nó quá nhiều app đi. Nó đi đường là phải khai rất nhiều thứ và nó lại thay đổi. Một ngày có khi thay đổi 3 văn bản. báo với bà con là như vậy. Thế thì bây giờ là ở đây thì bạn cũng lo cái câu chuyện là khi mà cái kẽ hở về cái cơ chế phân phối công việc cũng như là quan liêu cho những cán bộ không hoạt động và lợi dụng á. Thế nhưng mà tôi lại cho rằng là lo rằng là cái shipper nó quá nhiều các cái thủ tục và cái cách làm như vậy thì nó sẽ làm chậm. Và shipper hiện nay là đang rất là quan trọng để coi như đấy là một cái trong nhân tố rất quan trọng trong cái chuỗi cung ứng để đảm bảo cái đời sống của bà con. Bởi vì thực sự ra là không ai rành bằng cái câu chuyện là đường hay hang cùng ngõ hẻm và cách vận chuyển của rất nhanh nhạy của shipper. Như vậy thì tạo điều kiện tốt nhất cho shipper để coi như là kết nối, để coi như bà con đang có các cái phong giãn cách để coi như là được tiếp cận các lương thực thực phẩm như là cái nhu yếu phẩm. Thế thì rõ ràng hiện nay thì rất nhiều cái app này thì thành phố cũng đã nhìn ra. Thực sự ra app này nó không phải chỉ riêng ở cấp thành phố
và cả bộ công an trung ương, các bộ rồi này, xong đến là có lẽ là cũng là nhiều. Thế thì bây giờ là cũng đang có những cái kiến nghị là sẽ làm sao để có thể có gần như chỉ có một cái app duy nhất đó, trong đó nó có vừa câu chuyện là anh test hay là anh tiêm vaccine hay là anh có nhận dạng anh đi đường hay bất cứ cái gì, coi như là đi vào ra quẹt cái thì nó có thông tin đầy đủ, giống như thẻ căn cước công dân, đơn giản vậy thôi. Nó có một cái app đấy để coi như là sao là nó đồng bộ hóa, để coi như là cơ quan quản lý rất là coi như là rất là nhanh chóng để nhận diện ra, để coi như là cái đối tượng này như thế nào, để có thể mất phải cần quản lý chứ không thể sẽ buông để nói được, nhưng làm sao đơn giản nhất để shipper có thể là vận chuyển được từ không phải là ngăn cách quận nọ quận kia thì kia mà nó thành thông suốt được. Thì chỉ có thông suốt được thì mới mạch máu rồi, vì coi như là mới đến được hàng hóa nhu yếu phẩm, mới đến được người dân. Thì tôi cũng ghi nhận cái hiến kế này và cũng có sẽ chuyển đạt thành thành phố và coi như sẽ cải tiến, và coi như là rõ ràng thành phố là một cái nơi nôi của công nghệ. Thì chúng ta hoàn toàn có thể là sẽ vận dụng, và có thể có rất nhiều cái đơn vị có thể đứng ra làm được cái này. Thôi cảm ơn bạn. 4.0 mà cái giấy tờ nó quá nhiều app như thế, thôi khi những người lớn tuổi ta còn không biết nó app gì nữa. Nhưng mà người ta không có điện thoại thông minh thì làm sao? Thế không ra đường được. Đơn giản nhất là giống như căn cước công dân vậy. Căn cước có cái chip rồi sao cái gì đó lên. Nó sẽ phải có cái giải pháp. Cũng ghi nhận cái ý kiến này. Thầy Bình An cố gắng làm sao hiến kế thành phố. Nghiên cứu phát triển những công nghệ đó. Bớt giấy tờ thủ tục đi. Đúng rồi. Cũng ghi nhận cái này. Tiếp bức xúc bà con. Tiếp theo thì có những cái câu hỏi mà thật ra thì lần nào mà mình mời những lãnh đạo của các quận huyện ấy, là họ đều hỏi cả. Nhưng mà thôi, chúng tôi cũng muốn đọc lại để cho chị Hoa là lãnh đạo của quận 8 cũng trả lời một lần để cho bà con ở quận 8 được nắm. Ví dụ như các bạn là anh là Lê Minh Quý, con đi làm tại 49B Rạch Cát Bến Lức, phường 7 quận 8, đã thất nghiệp từ 9 tháng 6 đến nay. Trong khu vực nhà con đã có nhiều người nhận được hai đợt tiền hỗ trợ, còn con và xóm trọ đang ở thì không ai hỗ trợ. Đồ ăn con nhận cũng chỉ là đồ cô từ thiện cho ăn qua ngày, chắc là cô chủ nhà trọ. Xin chương trình giúp con vì con sắp không trụ nổi rồi. Tức là có cả địa chỉ, coi số điện thoại. Rồi cái đây là xóm trọ Bảy Nước. Từ lúc dịch Covid đến giờ đã 4 tháng xóm trọ nhà em không ai được đi làm và cũng không nhận được trợ cấp nào. Nhà em thì có bé dưới 5 tuổi, xóm em cần sự giúp đỡ. Có địa chỉ cũng rất là cụ thể ở Hồ Thành Biên, phường 4, quận 8. Bạn Uyên. Rồi bạn Ngọc. Nhiều hộ dân ở khu phố 1, tổ 2, phường 4, quận 8 không được lãnh tiền trợ cấp lần nào hết, dù đã bị mất việc do 3 tháng nay. Tổ trưởng khu phố có đăng ký nhưng cũng chưa có một khoản trợ cấp nào. Thì cái này chắc là nhờ chị Hoa sẽ thống chương trình sẽ gửi cho chị Hoa những cái này, và sau đó thì chị Hoa có cái giải quyết cho người dân. Còn nếu như mà chị có cái gì cũng cần chia sẻ thì chị cũng có thể chia sẻ một vài điều với những cái trường hợp này. Thật ra là Linh cũng chia sẻ phần này với chị Hoa cũng như nhiều lãnh đạo của quận huyện thành phố Hồ Chí Minh. Trong những ngày qua Linh đi rất nhiều nơi và bà con gửi rất nhiều tin nhắn cho Linh. Đa số là không trụ nổi chị Hoa. Đúng rồi. Nếu như kéo dài nữa thì thật sự những người dân, những xóm trọ, những cái khu dân cư đông đúc không trụ nổi, mình phải dùng cái từ đó. Họ khó ngay mình còn khó, đừng nói chi là họ. Vậy thì cách nào đó cho họ trụ nổi, giúp cho họ một cái gọi là cái chỗ đứng nào đó, một chỗ dựa nào đó để họ có thể trụ nổi qua đến ngày 15 tháng 9 này. Dạ, xin mời chị Hoa chia sẻ chút xíu cho bà con đi chị. Xin chào bà con. Thì hiện nay á, trên địa bàn quận 8 á, thật ra là dân khó khăn trên địa bàn rất là đông. Dân số trên địa bàn quận 8 là có 430.000 người. Mà theo cái tình hình mà càng kéo dài giãn cách thì số người dân càng khó khăn lại càng nhiều. Do đó đặt áp lực đối với chính quyền quận 8 chúng tôi là phải chăm lo cho người dân. Anh Quyền Linh cũng như các anh á, thì hiện nay á, ngoài cái chi trả hỗ trợ mà theo quy định á, thì chúng tôi cũng đã có huy động các mạnh thường quân, rồi từ gói hỗ trợ an sinh của thành phố cũng như là các phường cũng đã huy động và chăm lo cho bà con. Chăm lo cho bà con là tính theo tuần, có là mỗi tuần chúng tôi sẽ gửi cái túi an sinh để chăm lo bà con, chứ không phải là một lần rồi thôi, không có. Cho nên trong quá trình mà chúng tôi gửi túi an sinh thì chắc chắn với số lượng dân rất lớn
thì có những cái trường hợp là bỏ sót, cho nên chúng tôi phải chia sẻ. Và những trường hợp nào mà có thể là cách đây mấy tháng không phải là việc khó khăn, nhưng vì giãn cách kéo dài thành là hộ khó khăn, thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các phường là thường xuyên thống kê cập nhật để làm sao có cái sự hỗ trợ về mặt tinh thần cũng như về mặt vật chất cho bà con, để cùng thành phố cũng như là quận 8 là trong cái tình hình dịch bệnh hiện nay là chăm lo cho bà con một cái những cái điều kiện nào mà trong khả năng địa phương cho phép. Và cũng chia sẻ với bà con là thật ra là cái túi ăn xin á, là ngoài của cái túi ăn xin ra thì chúng tôi cũng vận động mạnh thường quân để hỗ trợ cho bà con những cái lương thực thực phẩm tươi sống. Rồi ngoài các đối tượng ra thì từng phường cũng đã hỗ trợ riêng cho bà con. Nếu bà con nào khó khăn thì chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo là các phường thường xuyên rà soát để bà con không được đói. Và chính vì bà con không đói, bà con ở lại nhà thì cũng đã góp phần cho chính quyền là chống dịch thành công. Ráng làm sao cho bà con không đói thôi. Ráng làm sao mà chúng ta cho bà con trụ được, trụ cho qua ngày 15 tháng 9 đến khi bắt đầu mở cửa trở lại, bà con có việc làm trở lại. Đúng như thế. Thực ra khó quá. Đi đâu cũng nghe tiếng nó trụ không nổi, nghe mình đau cũng xót quá. Thật ra tất cả mọi người cũng đang rất là nỗ lực, nhưng mà nhớ đừng bỏ sót ai cả. Mình chỉ sợ bỏ sót một ai đó thôi. Mong rằng là qua những câu chuyện chúng tôi, không chỉ có quận 8 mà nhiều quận, nhiều phường cũng cố gắng đừng bỏ sót bà con nha. Đây là một cái lời gọi là cầu mong như thế, khẩn cầu như thế. Chúng tôi lại tiếp tục câu hỏi của từ nhiều câu hỏi quá, giờ biết đọc câu nào đây. Chờ anh Phương Nam. Phương Nam. Dạ. Rồi xong. Đây, em nghe thủ tướng sắp tới phải sống chung với Covid. Vậy thành phố cần làm gì để chuẩn bị sống chung với Covid chưa ạ? Cái này chắc thầy giờ thật ra cũng chưa biết thế nào sống chung Covid cả. Vâng, thì cảm ơn bạn Phương Nam đã đặt một câu hỏi rất là hay. Chúng ta đã biết là cái vi khuẩn SARS-CoV mà hiện nay á, nó cứ được tốc độ lây lan và thâm nhập rất là sâu. Thế thì bây giờ câu chuyện là bây giờ nếu mà truy vết mà coi như là dập để coi như là trở về trạng thái là không có Covid á, coi như là zero Covid á, cái phương án zero Covid á, nghĩa là bằng không á, thì gần như là không thể. Coi đó không, và cái này các nhà khoa học cũng như là đồng thời cũng xác nhận rất rõ, và cái này cũng là một cái chuyển hướng rất quan trọng. Và thủ tướng cũng đã có một cái chỉ đạo rất rõ cách đây chừng đoạn 5-6 ngày gì đó, đã có một cái thông điệp rất rõ là chúng ta sẽ có chuẩn bị một phương án là sống chung với Covid đó. Nhưng mà đây là sống chung với Covid chứ không phải sống chung với đại dịch, khác nhau. Bởi vì đại dịch thì nó kinh khủng khiếp quá, mà chúng ta chỉ là cũng như là chúng ta sống chung với cúm á. Mỗi người cũng rất nhiều có thể là có những cái đợt cúm, mà trong cái đợt cúm đó thì nhiều quốc gia là cúm nó còn tỷ lệ tử vong nó còn cao hơn cả Covid, có một số nước. Thế thì rõ ràng cái câu chuyện là chúng ta phải coi như đấy là một cái bệnh, nó giống như cái bệnh cúm, tất nhiên không phải là cúm bình thường. Thế thì ở đây nó câu chuyện nó đưa ra một cái thông điệp là sống chung với Covid có nghĩa là chuẩn bị cho một cái giai đoạn tiếp theo dài hơi, trong đó nó sẽ thay đổi rất lớn về câu chuyện cả một cái xã hội, cả một cái phương thức vận hành. Lúc bây giờ chẳng hạn như là hệ thống y tế bây giờ nó sống chung với Covid là thế nào, để coi như hệ thống phòng dịch điều trị làm sao nó phải phù hợp, để coi như đảm bảo để luôn luôn cân bằng, để coi như là cái lượng bệnh nhân đến thì coi như được điều trị ngay, điều trị tốt nhất, để coi như là phòng dịch làm sao để coi như là nó không như cái tỷ lệ nó cân bằng hoặc là nó giảm, chứ không thể nào mà nó tăng vọt được. Đấy, cái việc kiểm soát gây quá tải, không quá tải. Chúng ta phải xét nghiệm, chúng ta phải truy vết, chúng ta phải làm cái cách nào đấy, thì là cái giai đoạn là y tế là chúng ta phải làm cái đó thì chúng ta mới chung sống với nó được. Chứ còn nếu chúng ta thả ra mà coi như là nó bùng lên thì là hoặc là biến thể khác nữa thì rất là nguy hiểm, rất mệt. Đấy là y tế là như vậy. Thế thì ở đây không phải chuyện y tế đơn thuần là một mình, mà đây là cả ý thức cả từ người dân cho đến câu chuyện thay đổi cả những cái phương thức coi như vận hành của xã hội. Ví dụ như là họ nói là coi như bên Úc ấy, coi như là xe buýt không phải là hai ngồi coi như là, hoặc ghế xem phim không phải ngồi sát nhau này nữa,
mà nó sẽ là khoảng có khoảng cách. À, lúc bây giờ cái vẫn phải có giữ khoảng cách, vẫn phải có một cái trường hợp nào đó thì vẫn phải có khẩu trang, vẫn có cái 5K giống như của mình ạ. Là phải bây giờ không những 5K mà 5T nữa. Đấy, cho nên là như vậy thì nó sẽ tăng cường cái coi như là cái phòng dịch của ý thức phòng dịch của người dân rất là quan trọng. Thì như vậy thì nó mới tạo đến một cái sự cân bằng để chúng ta sống chung với nó. Chứ còn để dịch bùng lên thì là rất nguy hiểm. Mặt nữa. Đấy, thế đấy là câu chuyện của cái hệ thống phòng dịch. Nhưng hệ thống kinh tế thì tôi nghĩ là cũng phải thay đổi để nó phù hợp. Trong đó thì câu chuyện là bây giờ nó phải đưa ra cái mô hình sản xuất an toàn. Để trong đó là thực sự vận hành. Nhưng mà nó luôn luôn có cái về y tế cơ quan, về các cái thông khí, rồi các vấn đề về cái có như là cái khi xử lý hoặc xét nghiệm vân vân, tất cả các thứ là nó phải đi theo để làm sao cho cái doanh nghiệp người ta vận hành một cách như là kể cả kinh doanh và bán hàng lẫn là cái chuyện sản xuất đều coi như là an toàn đó, và không chúng ta vẫn có thể vận hành được bình thường mà không phải là câu chuyện là chúng phải đóng cửa. Đấy, thì đấy là cái mà thực sự ra thì bây giờ có cái các mô hình thì thành phố cũng đang có những cái xây dựng cái kế hoạch để triển khai, mà tôi cho rằng đây là một cái gọi là cái chiến lược, một cái gọi là cái kịch bản hay là giải pháp coi như là dài hơi chứ không phải chỉ là ngắn hạn đâu. Và chúng ta hiểu rằng là sau này thì cơ bản là chúng ta phải sống với Covid, với những cái tình huống là cách thức là như vậy. Thì hiện nay nó có một số, tất nhiên trong đó thì nó có một vấn đề rất quan trọng nữa là cái vaccine. Vừa nãy mọi người cũng có chia sẻ, thực sự ra là phải có vaccine, và coi như là quan trọng là để mọi người đều có được cái vaccine và cái miễn đạt cái miễn dịch, để coi như là khi mà anh Quỳnh Linh nói rồi, khi chúng ta có vaccine thì thứ nhất là chúng ta sẽ gây những cái tỷ lệ nhiễm rất là thấp. Và thứ hai nữa là khi có nhiễm thì triệu chứng nó nhẹ, và quan trọng nữa là tỷ lệ tử vong thấp. Cái này là khoa học đã xác minh rất rõ. Cho nên là cái chúng ta có được vaccine là chúng ta phải check thôi. Thì cái đó rất quan trọng. Và khi lúc bây giờ thì tình trạng như thế này, sống chung với nó thì cái chuyện mà người có một cái thẻ vaccine hoặc là cái đó thì chúng ta sẽ được ưu tiên, vân vân. Thì đấy là những cái mà tôi cho cái đó rất là quan trọng với vaccine này. Chắc phải sống chung với thôi. Thật ra thì chính quyền thành phố và các cơ quan chức năng cũng đã ráo riết làm tất cả mọi cách để chúng ta có thể giải cái bài toán này, quý vị, rất là khó. Đó là một sự khó khăn không chỉ của chúng ta, của cả một hệ thống chính trị, cả chính quyền thành phố nữa. Chúng ta tiếp tục câu hỏi dành cho quận 8 đây. Lê Thắm, rồi con lại bức xúc nữa. Thật ra rất nhiều bức xúc bà con ơi. Quận 8 cứ vô nhiều lên nha, chúng ta chia sẻ nhiều lên. Bởi vì hôm nay là chính quyền thành quận 8 không trả lời hết, thì chính quyền thành quận 8 cũng nhận tất cả những câu hỏi này để đem về giải quyết cho bà con nha. Con bức xúc quá. Từ ngày dịch xảy ra, con ở 40N/6 Nguyễn Duy, phường 9, quận 8. Có số điện thoại luôn. Có chị tổ trưởng nữa, chị tổ trưởng nữa. Không hề quan tâm việc những thông tin chống dịch, chích vaccine, gói trợ cấp cho người dân. Bà con trong khu vực là buôn bán trong chợ gặp khó khăn trong dịch nhưng chưa hề nhận được trợ cấp nào. Liên hệ thì luôn trả lời không có biết, không có thông tin. Khi có thông báo chích ngừa cho người đến 65 tuổi, hỏi xin giấy đi đường nhưng vẫn trả lời chưa nhận thông tin gì cả. Gia đình phải liều mình vượt chốt chặn đến bệnh viện xin chích vaccine. Con gọi chị chủ tịch phường 9, chị trả lời là chưa lên danh sách, vậy là sót rồi. Nhưng cũng không làm gì, chị chủ tịch không thể giải quyết chuyện nhỏ như vậy sao? Phường 9 quận 8 còn tắc trách trong cái phòng chống dịch, nhà có F0 mà không thông báo xung quanh hay giăng dây để hạn chế tiếp xúc, đến khi hết bệnh thì đưa giấy xuống ký, trong đó ghi rõ là tháo giăng dây. Hiện tại con vô vọng khi phải liên hệ với mọi nơi để xin trợ cấp khó khăn vì Covid. Hy vọng sẽ được các cô chú xem xét và làm rõ công tác phường xã đang làm thật sự đã đi đúng với chỉ thị ban hành của nhà nước như trên TV luôn phát sóng chưa? Dạ xin mời chị Hoa quận 8 ạ. Cái này nó có địa chỉ rõ ràng. Có địa chỉ rõ ràng luôn á, có số điện thoại luôn. Chút xíu Linh sẽ kiểm tra lại là đúng rồi. Linh sẽ cho số điện thoại chị Hoa để công về chị kiểm tra lại xem cái phường chính này thế nào. Chào bạn Lê Thắm. Thì cái bức xúc và cũng như là cái thắc mắc của bạn thì cũng đã có địa chỉ, cũng có số điện thoại. Thì tôi xin ghi nhận và ngày mai cũng sẽ cho kiểm tra lại cái trường hợp bạn phản ánh. Riêng đối với cái trường hợp mà xin nhận trợ cấp thì giống như các
bà con khác cũng thắc mắc thì tôi cũng trả lời là hiện nay á, quận cũng đã chỉ đạo là đối với những trường hợp mà có bỏ sót hoặc là chưa thống kê đầy đủ thì các phường phải khẩn trương thống kê trong trường hợp nếu bạn thuộc diện là hộ khó khăn để thống kê và chi trả cho bà con theo cái chính sách của thành phố. Và sau khi ngày mai á, ngày mai thì chính quyền quận 8 cũng sẽ chỉ đạo cho phường chính để xác minh lại và trả lời lại cho bà rõ. Vậy thì qua cái câu này Linh thấy rằng ở quận 8 sót nhiều quá chị. Là chị kiểm tra thì nãy giờ thấy nó sót mấy trường hợp không rồi. Không phải sót trường hợp mà tôi đã nói với anh Linh á, là có nghĩa là khi mà triển khai cái mà hộ khó khăn á, đợt 1 á thì là đã rà soát, sau đó thì thành phố mở rộng đối tượng ra. Nó ra mở cái đối tượng khác. Đúng rồi, mở rộng. Trước đây là hộ lao động nghèo khó khăn. Bây giờ thành phố mở rộng ra là hộ lao động khó khăn. Là mình chưa cập nhật do điều kiện giãn cách kéo dài cho nên cái số hộ khó khăn ngày càng nhiều hơn. Cho nên tuần này chúng tôi sẽ thống kê và cứ mỗi tuần mà càng giãn cách thì sẽ thống kê lại có những hộ. Vậy là mỗi tuần giãn cách chúng ta lại thêm một số thành phố có mở rộng thành đối một số đối tượng nữa. Đúng nhóm rồi. Này nhóm kia, lúc đầu 6 nhóm giờ ra 7 nhóm rồi giờ không còn nhóm nào nữa, nhóm nào cũng khó khăn hết á. Chính vì thế nên tôi nghĩ rằng chính quyền thành phố nên mở rộng luôn, thì nhóm nào cũng khó khăn, nói chung là ai cũng khó cả thôi, ai cũng cứ có khó là cứ tặng đi ha, vô cái nhóm hết luôn. Ở nhân chị Hoa vừa trả lời một số các cái phản ánh thì có một cái phản ánh bạn này thì chị chắc rồi cũng chị cũng xem xét để giải quyết. Là bạn Ánh Linh, bạn phản ánh là cho con hỏi tại sao đang giãn cách theo chỉ thị 16 cấm dân ra đường nhưng chỗ con ở phường 14 quận 8 lại có nhiều người buôn bán và đi nhập hàng được như vậy. Hẻm con còn có người mặc áo làm ở bệnh viện Hùng Vương để đi qua chốt mua đồ ăn đồ bán vẫn được, họ còn truyền cái áo đó cho mọi người ở gần để mặc đi qua chốt nữa. Đấy, thì cái này thì chắc là chị cho kiểm tra lại. Đấy, đây cũng là những cái phản ánh. Cái áo màu vàng vàng đó. Đó, tức là như vậy là cũng là một cách lách luật để mà đi đi buôn bán. À, rồi lúc nãy có một bạn nhân lúc mà thầy Bình An có nói về về cách sống chung ấy, thì bạn cũng có đề nghị. Thì thay cái này thì chắc là cũng là trong cái ý của thầy trả lời này. Thì em cũng chỉ đọc thôi. Là bạn Tâm Nguyễn, tôi đề nghị thành phố mạnh dạn cho những người đã chích vaccine được đi làm trở lại sau ngày 15 tháng 9 vì không thể ở nhà thất nghiệp mãi được. Thì cái đó nó cũng nằm trong cái chiến lược là chúng ta mở cửa trở lại. Mở cửa trở lại và không kén vaccine. Đã chích mũi 1 là phải đến lịch chích mũi 2 mới ăn và toàn. Không kén loại vaccine nào cả. Đây là cái vĩ mô thì chắc chắn chúng tôi sẽ mời một lãnh đạo nào đó ở trong thành phố để trả lời những cái tầm vĩ mô đó có mở cửa 15 tháng 9 hay không nữa. Thật ra bây giờ vẫn chưa biết được gì xảy ra cả. Thúy Phạm, tôi là chủ doanh nghiệp nhỏ kinh doanh nhà hàng, dịch bệnh đóng cửa hơn 3 tháng nay rồi, gần như phá sản rồi. Xin hỏi thành phố có chính sách gì hỗ trợ cho những doanh nghiệp nhỏ như tôi sau 15 tháng 9 hay không? Cái này chắc cũng thầy An hả? Thực sự ra thì đây nó là cái chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đúng hơn là các hộ hộ cá thể. Thì có lẽ quận cũng nắm rất rõ. Thì ở đây thì tôi cũng được biết là coi như Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã có nghị quyết 09 như vừa nãy là chỗ chị Hoa nói rồi. Rồi tiếp theo nữa thì chính phủ cũng đã có nghị quyết 68. Thì cũng trong đó là có chia ra các cái nhóm của về cái hộ kinh doanh cá thể. Nó có 6 nhóm đấy, lúc nãy nó nói là 6 nhóm. Thì thứ nhất là nhóm là hộ kinh doanh phải dừng hoạt động là một. Thứ hai nó hỗ trợ thương nhân tại các chợ truyền thống mà truyền thống bị người dừng. Rồi hộ kinh doanh phải dừng hoạt động, đấy là hộ. Rồi thương nhân tại các chợ truyền thống, rồi hộ kinh doanh thương nhân vân vân, thì đấy là những cái các cái nhóm như vậy. Thì mỗi nhóm á, là lại có một cái mức hỗ trợ khác nhau. Thì báo các bà con là như vậy. Thì ở đây chúng ta có thể là rồi trong cái nghị quyết 68 thì nó lại có các cái mức là hộ kinh doanh có đăng ký thuế vân vân phải dừng từ 15 ngày một số điều kiện nhất định và mức hỗ trợ là được 3 triệu một hộ kinh doanh vân vân. Thì tôi chỉ nêu một số cái ví dụ như vậy thì có lẽ là bà con sẽ có thể chúng ta sẽ lên mạng thì hoặc là cũng có rất nhiều các cái văn bản ở các cái cơ quan quản lý nhà nước thì chúng ta sẽ có cái tìm kiếm ở đó, thì hoặc là tốt nhất là lên phòng kinh tế hoặc là bên bên quận thì chúng ta sẽ nắm được rất bên kỹ như này. Lên đâu chị Hoa?
Chị Hoàng có thể bổ sung. Kinh doanh là phòng tài chính kế hoạch. À, phòng tài chính kế hoạch nha. Hộ kinh doanh của quận á là phòng tài chính kế hoạch. Và chúng tôi cũng sẽ hỏi xem là ví dụ như không ở ở quận lớn hơn nữa thì ở đâu. À, theo chị Hoa thì là phòng kinh doanh kế hoạch. Phòng tài chính kế hoạch. Tài chính kế hoạch của hỗ trợ hộ kinh doanh cho cái nhỏ và vừa đúng không? Nhỏ và vừa. Hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh tức là kinh doanh bán trong nhà đó. Còn dưới mức doanh nghiệp nó không chưa phải là doanh nghiệp, nó là hộ kinh doanh bán hàng tạp hóa, bán tạp hóa gì đó đúng không? Đúng rồi, thuế khoán đấy, đúng rồi, thuế khoán. À, thực ra đây là con số nó rất là lớn. Hình như trước mình cũng có nói cái chủ đề đúng một lần rồi đó. Khoảng 300.000 á, 300.000 hộ kinh doanh. Ở thành phố này. À, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đó cho quý vị ha. Lucky hiện thời việc đi chợ hộ vẫn còn nhiều bất cập. Cháu có đăng ký theo form hướng dẫn của phường 4 quận 8 và chưa có sự liên hệ phản hồi về đơn hàng. Cháu cần nên bổ sung thêm các danh mục hàng đơn lẻ để người dân dễ lựa chọn mua theo nhu cầu. Cái này cũng nhiều người các quận khác lắm. Giống như qua thành phố Thủ Đức hỏi là ủa đơn hàng sao không có thể bán nước? Mà chỗ tôi thì không có nước để uống. Đây là cũng là một cái góp ý rất là hay đó, chị Hoa có thể chia sẻ điều này. Xin trả lời bạn Lucky. Thì hiện nay á, việc cung ứng lương thực thực phẩm cũng như là đi chợ hộ trên địa bàn quận 8 thì cũng đã chúng tôi đã tuyên truyền triển khai đến từng hộ dân. Thì không phải là cái việc đi chợ hộ hay cung ứng lương thực thực phẩm trên địa bàn quận 8 là chúng tôi mới triển khai. Chúng tôi triển khai được 4 năm tháng nay rồi. Từ khi mà lúc vào tháng 5 á, chúng tôi đã triển khai. Thì đúng là thời gian đầu á, mà khi triển khai việc đi chợ hộ mà bắt đầu kể từ trước ngày 23 tháng 8 thì còn thuận lợi. Nhưng sau ngày 23 tháng 8 thì việc đi chợ hộ phải thông qua các tổ hậu cần. 16 phường đều phải thành lập tổ hậu cần và người dân sẽ đăng ký qua cái tổ hậu cần. Để tổ hậu cần đăng ký đơn hàng qua các hệ thống phân phối như siêu thị, rồi cửa hàng Bách Hóa tiện ích hay cửa hàng Bình Ổn. Nhưng tuy nhiên khi các cửa hàng đưa ra các combo thì đúng là thời gian đầu nó có những cái trịch trọc. Có nghĩa là combo có 5 món nhưng khi giao hàng cho người dân thì chỉ còn có 3 món. Tại vì người ta không đủ, không đủ. Do đó thì cái lượng đơn hàng, cái thứ hai nữa là liên quan tới nhân viên siêu thị nó cũng bị giảm. Do đó cái người soạn đơn hàng cũng gặp nhiều khó khăn. Do đó thì khi đặt hàng thì cũng phải 3-4 ngày, 2-3 ngày, thậm chí 3-4 ngày mới nhận được đơn hàng. Thì nhận thấy cái điều bất cập đó thì chúng tôi cũng đã triển khai là đơn đặt hàng chung. Có nghĩa là triển khai cho 16 phường, liên kết các hợp tác xã, các doanh nghiệp trên địa bàn quận 8 đặt hàng chung cho người dân để người dân có thể mua những đơn hàng đơn lẻ, từng mặt hàng thủy hải sản, nông sản, chứ không phải là mua combo. Và vừa qua thì thành phố cho cái hệ thống shipper, thì chúng tôi cũng triển khai cái hệ thống shipper để đặt hàng cho bà con trên địa bàn quận 8. Thì hiện nay trên địa bàn quận 8 là có khoảng trên 700 shipper. Với 22 đơn vị liên kết với shipper. Cho nên tôi mong rằng là trong thời gian tới thì việc cung ứng thực phẩm với đi chợ hộ với bà con trên địa bàn quận 8 sẽ gặp nhiều thuận lợi. Bên cạnh đó thì chúng tôi có triển khai là xe bán hàng lưu động. Xe bán hàng lưu động thì các siêu thị nó sẽ có những cái menu gọi là đơn hàng cho bà con đặt sẵn. Sau đó cái xe bán hàng lưu động sẽ xuống một cái địa điểm của từng phường. Và bà con đã đặt hàng trước rồi thì cái tổ hậu cần của phường đó sẽ nhận hàng và trao tận nơi cho bà con. Hay quá. Thì cũng là một cái kênh bán hàng để giúp cho bà con. Thì là mới bổ sung thêm. Đúng rồi. Thật ra thì hôm qua là đồng chí Hoàng Tùng, chủ tịch thành phố Thủ Đức cũng chia sẻ là gì? Mỗi một phường, một tổ dân phố là một siêu thị luôn. Đúng rồi. Tức là đem về á, phường quận đem về ngay tổ dân phố hội phụ nữ hay là ban số đó giảm nghèo hay thanh niên gì đó, họ tạo thành một cái siêu thị bán đó luôn, bán hàng lưu động, cho nó rất là dễ. Thật ra bà con nói chứ bán ngoài trời là an toàn. Lúc này nhiều khi ta đặt hàng ta bức xúc nhiều quá, đặt hàng không có ta còn tức thêm nữa. Nhưng mà cái này cũng tôi cũng chia sẻ nhiều lần rồi, thôi ngày thường mình ăn 5 món thì ngày hôm nay mình 3 món thôi, thậm chí ngày thường mình không ăn cá thì tôi nay cố gắng ăn, chứ các chú bộ đội đi chợ cũng khó. Mà nhân lực của phường xã bây giờ cũng kiệt sức sau hơn 2 tháng rồi. Cũng thông cảm nha bà con nha. Chắc là thời gian nó cũng gần cạn nữa anh Quyền. Gần cạn đó hả? Một quá trời nhiều câu hỏi luôn. Thật ra chương trình mình rất là nóng, hỏi tới sáng cũng không hết luôn hả bà con. Loan Thanh, hai vợ chồng tôi là dân trí thức, có thuê nhà 21-2172 Phạm Thế Hiển, phường 6 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh để mua bán máy tính. Cuộc sống của vợ chồng tôi trước dịch ổn định,
Có một điều tôi không lường trước được dịch bệnh đến kéo dài bao lâu đến vậy. Và cửa hàng tôi đã đóng cửa 3 tháng nay. Gần đây chúng tôi đã cạn kiệt về tiền, lâm vào tình trạng rất là khó khăn. Tôi chưa bao giờ nhận được gói an sinh, cứu trợ hay một bó rau nào của phường hay là mạnh thường quân cả. Tổ trưởng phường 6 tôi có kêu hai vợ chồng tôi ghi tên nộp lên phường nhận trợ cấp, nhưng 2 tháng nay tôi không thấy gì hết á. Tôi có hỏi thì chị ấy nói không có biết. Trên phường im re à. Tôi có năn nỉ và trình bày hoàn cảnh của tôi với chủ nhà, nhưng ảnh phớt chưa bớt tôi một tháng nào tiền nhà dù 1.000 đồng cả. Thậm chí còn nói không có tiền thì dọn ra khỏi nhà đi. Tôi là người dân tỉnh ở đây lập nghiệp, tôi không dám trách ảnh vì có khi ảnh cũng có nỗi khổ riêng mà tôi không có biết. Phường gói an sinh hay là nhận tiền trợ cấp của tôi trên trang trên quý vị gì đó cái form là tôi xin lên tiền trợ cấp á, lên trang thì tôi điền đầy đủ tên rồi, gửi lâu lắm rồi nhưng chưa nhận hồi âm gì cả. Thật ra phần này chia sẻ anh cũng thấy thương chủ nhà trọ luôn, anh cũng hiểu, nhưng mà chủ nhà trọ cũng chia sẻ anh chút xíu đi, theo mình như thế. Thuê nhà để kinh doanh chứ không phải doanh. Chứ phải kinh doanh. Kinh doanh là doanh nghiệp. Họ là cũng là trí thức. Cũng là một cái đối tượng ít khi mình gặp. Trước giờ mình thấy toàn người lao động nghèo, thất nghiệp tự do. Nhưng đây là cũng là cái người người ta bình thường người ta cũng vẫn là kiếm tiền được, người ta làm ăn được, nhưng bây giờ dập dịch người ta khó khăn. Giống như chị Hoa này nói, lúc đầu bình thường nhưng qua cái đợt này từ bình thường nó rớt xuống bất thường, nghèo rồi giờ nó thường thường luôn. Không, bây giờ đói luôn, đói luôn rồi đó, chuẩn bị mất nghèo rồi, đói luôn, khổ quá khổ. Cái trường hợp này chắc chị Hoa có thể cho vận động đó. Cái nhà trọ đó, đúng rồi, ấy cái nhà cho thuê đó, nhà cho thuê ra thì giảm được cái gì ta. Hiện nay thì quận các vận động các nhà trọ thì điển hình là chỗ phường 7 quận 8 là cái khu nhà trọ mà gần chợ Bình Điền đó. Chúng tôi vận động là có nhà trọ hỗ trợ cho cái người thuê trọ là giảm rất nhiều. Nhưng riêng cái đối tượng mà liên quan thuê để kinh doanh đó, thì chúng tôi sẽ ghi nhận để chính quyền lưu ý đối với những trường hợp này để có sự chia sẻ. Cái vấn đề thứ hai á, nếu trong trường hợp bạn là hộ kinh doanh mà khó khăn á, thì bạn cũng được hưởng diện cái chia hỗ trợ theo cái nghị quyết 68, giống như nãy anh Bình An có nói. Thì cái này á là cái việc mà chi trả là mỗi hộ kinh doanh mà được hưởng nghị quyết 68 mà được ngừng kinh doanh 15 ngày theo quy định thì được 3 triệu một hộ. 3 triệu cũng đỡ. Và có thể làm thủ tục đến tháng Giêng năm 2022. Trời đất ơi, không rất rõ. Thế thì còn lâu quá. Tháng Giêng mới có hả chị? Không, có nghĩa là kéo có thể làm thủ tục từ đây đến tháng Giêng. Từ đây. Trời ơi, tưởng đâu thủ tục tới 2022 mới có chứ. Dạ, nhưng mà chắc là. Và nếu mà bạn là hộ kinh doanh thì trên giống như anh Bình An nói, bạn có thể lên trang mạng có những cái thủ tục bạn làm rồi bạn gửi cho phòng tài chính kế hoạch của quận sẽ hướng dẫn bạn được hưởng. Phòng tài chính kế hoạch của quận nha bà con nha. Nhưng mà nhất là đề nghị với chị Hoa là cái đấy là một phần thôi, nhưng đúng mà rồi. Họ ở đây họ nói là họ đang lâm vào cái tình trạng rất khó khăn, thì nếu được thì quận có thể cho một cái túi an sinh không, gì cái đó. Này là quận sẽ sẵn sàng nếu hỗ trợ không thuộc diện gì hết nhưng mà khó khăn thì là quận cũng sẽ xuống chỉ đạo cho phường xuống để hỗ trợ cho bà con. Yên tâm cái vấn đề này. Đăng ký 2 tháng nay rồi đó. Cũng tội nghiệp, thực ra là chắc là vì ảnh vào thuộc cái diện là nó cũng người xưa người ta không coi là đây là khó khăn gì cả. Để thuê cái nhà đúng to rồi. Quá hay gì đó. Hay gì nữa. Tội nghiệp người ta, thật ra là nhưng bây giờ người ta là người ta ghi như vậy là em hiểu là đói. Đói đó. Thật ra là cái anh này anh cũng sự anh rất là đàng hoàng, anh còn hiểu là tôi không trách cái chủ nhà trọ luôn. Vì chủ nhà thuê nhà đó. Nói như thế rất là tình cảm luôn á. Thôi chủ nhà ơi, thật ra là bớt ảnh đi, 1 triệu bây giờ cũng quý, 2 triệu cũng quý. Thật ra là cái trường hợp này rất là đáng thương luôn á. Cái này là anh Linh năn nỉ luôn rồi. Thì anh năn nỉ luôn á. Chắc là thời gian cũng gần hết, chắc nhờ anh Linh đọc một câu cuối đi ạ. Trời ơi, cuối sao tôi nghe cuối tôi không thích chút xíu nào. Tôi thích đọc hoài luôn, nhiều quá luôn á. Thùy Oanh, tôi muốn hỏi về vấn đề đi chợ hộ nữa. Ủa? Chào. Ở phường 2 quận 8 nữa hả? Giống như câu trên. Cái này thì chắc trả lời rồi. Trả lời rồi. Giống với câu trên. Giống câu khác rồi. Để em đọc cái câu này. Lương Thúy Diễm, tại sao tôi chưa thấy thành phố có chính sách miễn giảm thuế cho hộ kinh doanh cá thể, buôn bán nhỏ như là bán cà phê như tôi? Tôi khó khăn đủ đường, xin thành phố xem xét. Thì lúc nãy anh đọc những cái này thì nó không có liên quan gì đến miễn giảm thuế cả. Đúng được phát tiền 3 triệu gì đấy một hộ. Thì không biết là nếu như mà sau này khi mà làm những cái chính sách đấy thì
thì mình có nghiên cứu đến cái vấn đề này. Thế này tôi trả lời hai ý. Thứ nhất là nếu mà xét vấn đề thuế á, thì lại không thuộc thẩm quyền của thành phố. Nó phải là quốc hội mới quyết định được. Đấy, thuế. Tất nhiên tôi được biết là cũng đang trung ương có những cái gói sẽ hỗ trợ cho cái đợt này, rồi tiếp cái đợt theo nữa. Và cái thứ hai á, là tôi được biết là trong cái chính sách mà sau khi mà cái như là cái sau 15 tháng 9 á, thì bây giờ các doanh nghiệp, các hội cũng đang tập hợp các cái yêu cầu, và trong đó thì sẽ coi như là sẽ xem xét cái nào là cấp độ thành phố có thể xử lý được, cái nào coi như là sẽ đề xuất cho trung ương. Thì báo với bạn Lương Thúy Diễm cũng như là các bà con là sau 15 tháng 9 thì chắc chắn cũng sẽ có những cái gói cách thức của hỗ trợ, không phải ở cấp thành phố nữa mà cả những cái kiến nghị ngoài trung ương, để coi như là các hộ kinh doanh cũng nhỏ và vừa cũng như là các doanh nghiệp tiếp tục là coi như là sẽ được nhận cái hỗ trợ. Thì đấy là cái là thì đấy là tất nhiên và tầm vĩ mô, và cũng phải xem xét cân đối cái nguồn lực. Thì báo với anh Vinh và còn là cái tình hình là như vậy. Thì cũng sẵn sàng, thành phố cũng đang có những cái đề xuất, nhưng mà cũng phải xem xét cái mức độ và cái tiếp theo, cái bước tiếp theo như nào để cho bà con có thể nhận được nó thuận lợi nhất, nhưng thực sự nó cũng phải phù hợp với lại cái nguồn lực của mình. Thì báo với nguồn lực tài chính nhé. Chắc chắn sẽ có thôi. Mình biết thì chắc chắn sẽ có nhiều cái gói để hỗ trợ. Sắp tới đây thì chính quyền thành phố cũng như là ở ngoài trung ương sẽ có rất nhiều chính sách để hỗ trợ cho mùa dịch này. Đúng rồi. Ngay cả những doanh nghiệp lớn nữa chứ không phải là doanh nghiệp nhỏ nữa. Về thuế thì chắc chắn phải miễn giảm rồi. Như người sĩ Linh thì chắc không có giảm nổi, tiền không có tiền đâu giảm. Thật ra là một ngày rất quá nhiều cái câu hỏi còn nhiều lắm, nhưng mà hết giờ rồi. Bà con thông cảm. Lần nữa thì cảm ơn chị Hoa rất là nhiều. Hy vọng rằng chị thứ hai hay gì đó chị họp với thường vụ cũng như là ủy ban quận 8 cũng làm thế nào đó để có thể điều động những cái gói hỗ trợ nhanh nhất có thể, và cố gắng là làm sao đừng để sót một ai cả, và nhớ những trường hợp bây giờ mình chia sẻ, mình liên hệ để giải quyết cho bà con an tâm ha. Ở đây thì có anh Linh, rất nhiều người là cũng đề nghị là bây giờ phải mời thêm quận 12, quận Gò Vấp, Bình Chánh lên. Nhưng mà chúng tôi cũng xin chia sẻ với bà con là cái dự kiến của chương trình lúc đầu là chúng ta chỉ kéo dài đến ngày 6 tháng 9 thôi. Sau đó thì chắc là thành phố sẽ còn tính phương án khác. Nhưng mà trong cái series này thì cái buổi thứ hai tuần sau thì sẽ là buổi cuối cùng. Hiện nay thì chúng tôi cũng đang liên hệ để mời những cái vị khách đặc biệt nhất dành cho cái buổi buổi cuối cùng đó. Rất là rất mà muốn chia sẻ với bà con sớm về cái thông tin là vị khách đó là ai, nhưng mà hiện nay thì cũng chưa có cái xác nhận cuối cùng. Nên là tôi tin rằng là sẽ mời những cái người mà có thể trả lời hết được những cái hỏi ở trên cái bệnh viện là cả thành phố cho bà con. Thì chắc là nếu mà ngày mai thì chúng tôi sẽ công bố cái người khách đấy. Tất cả bà con cũng mong muốn mời một vị lãnh đạo lớn nhất của thành phố để chúng ta có thể giải quyết những vấn đề an sinh, những bức xúc bà con. Thật ra là mời từng quận thì không có thời gian. Chúng tôi chỉ có khoảng 10 ngày để làm cái chương trình này thôi bà con. Mong rằng là bà con cũng thông cảm, và Linh cũng xin chia sẻ là rất nhiều cái câu hỏi bà con chúng tôi đã chuyển, tôi và Lê Quang Tự Do cũng đã chuyển rồi, thì chính quyền thành phố cũng sẽ gần dân hơn với những câu hỏi này, hiểu dân hơn, và chắc chắn rằng nó hơi chậm chút xíu, như đồng chí Võ Văn Hoang Phó Tịch Quan Thành phố trả lời vừa rồi, có thể nó chậm do rất là nhiều cái cơ chế giấy tờ này kia, nhưng chắc nó cũng sẽ tới thôi. Hy vọng rằng không sót một ai với những gói hỗ trợ vừa rồi. Một lần nữa cảm ơn các vị khách mời, đặc biệt là Lê Quang Tự Do, người đồng hành với tôi, và người đã đem đến rất nhiều cái niềm vui cũng như là đáp ứng rất nhiều cái bức xúc của bà con trong gần 10 ngày qua ha. Không, gần 2 tuần rồi. 2 tuần. Tôi tưởng đâu ít quá. Thật ra nó nhanh quá rồi coi. Thời gian rất là nhanh luôn, tôi còn muốn hỏi nữa. Thật ra hỏi tới sáng tôi vẫn hỏi luôn. Cảm ơn bà con rất là nhiều. Và chúc bà con luôn luôn gặp nhiều may mắn. Và chúc bà con sẽ sớm nhận những cái gói hỗ trợ của chính quyền thành phố. Còn bây giờ thì thời gian đã hết. Chúng tôi ngày mai là mình nghỉ một bữa để chúng tôi tổng hợp tất cả những thông tin, những dữ liệu mà bà con gửi về cho chúng tôi. Thật ra chúng tôi đã nhắc nhiều lần, bà con có hỏi là sao không trả lời trực tiếp, không có trả lời được. Cả ngàn, 2-3 ngàn, 50 ngàn câu hỏi không trả lời được. Hiện nay là có đến là gần 200 ngàn câu hỏi. 200 ngàn câu hỏi đó bà con, làm sao chúng tôi trả lời được. Thành ra là chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ dữ liệu đó cho bộ phận gọi là thư ký, và
gửi đến chính quyền thành phố, bà con yên tâm sẽ quan tâm đến những cái câu hỏi của bà con ha, chứ không phải là tôi không trả lời, là không có đọc, không có trả lời đâu, có trả lời đó bà con. Rồi, cảm ơn bà con, hẹn gặp lại thứ hai rất là quan trọng nha bà con nhé, đặc biệt rất là đặc biệt luôn. Bà con hãy chia sẻ, thật ra là ngày thứ hai là ngày chốt những cái tinh thần, có mở cửa hay không, đáp ứng nhu cầu an sinh xã hội tới đâu rồi, túi an sinh được bao nhiêu rồi, tiền hỗ trợ tới đâu rồi, còn sót như thế nào rồi, và sắp tới như thế nào ngày sau ngày 15 tháng 9 bà con. Thành ra là bà con nhớ thứ hai 20 giờ rất đặc biệt bà con nha. Cảm ơn bà con, bây giờ thì chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào bà con. Xin chào bà con. Xin chào.